Chào mừng bạn quay trở lại bản tin truyền hình Dã Chiến 90 giây, cập nhật nóng hổi tinh thần vượt dịch của người F-Theo. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. F-Theo tặng hàng ngàn phần rau củ quả cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. FPT Telecom vùng 6 trao quà cho chốt kiểm dịch tại địa phương. Chỉ còn một tiếng cuối cùng tham gia cuộc thi dịch vụ Certico. Kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 về phòng chống Covid-19, nhiều hộ gia đình, trong đó có cả những khách hàng FPT Telecom đã gặp những ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, trong đó có cả việc thiếu nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu. Thấu hiểu khó khăn này, cùng với tấm lòng luôn hướng về cộng đồng, FPT Telecom đã phát động chương trình Kết nối an toàn, yêu thương lan tỏa, thực hiện trao tặng hàng ngàn phần rau củ đến khách hàng. Chương trình được triển khai chính thức từ ngày 27 tháng 7 và áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều khách hàng sau khi nhận được các phần quà rau củ của FPT Telecom gửi tặng đã vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến công ty. Tiên phong đồng hành cùng các địa phương chống dịch Covid-19. Mới đây, hai chi nhánh Vũng Tàu và Bình Thuận thuộc vùng kinh doanh 6 của FPT Telecom đã trao quà tặng cho các chốt kiểm dịch tại địa phương. Bên cạnh các nhu yếu phẩm, hai chi nhánh còn tặng các trang thiết bị phòng dịch như nước sát khuẩn, khẩu trang cho các chốt kiểm dịch tại địa phương. Bên cạnh đó, FPT Telecom chi nhánh Bình Thuận cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa phương, truyền thông thông điệp 5K đến mọi người, chung tay đẩy lùi Covid. Chỉ còn một tiếng cuối cùng trước khi chặng 2 với chủ đề bứt phá của cuộc thi dịch vụ Certico dừng nhận bài dự thi. Đây cũng là chặng cuối cùng của cuộc thi sáng tác dành riêng cho khối dịch vụ khách hàng của FPT Telecom. Nhanh tay gửi bài dự thi về group phong trào F-Theo để nhận được những giải thưởng giá trị của chặng 2 và chung cuộc nhé. Sau đây là kết quả mini game kỳ trước. Đáp án B, Ninh Thuận. FPT Telecom Ninh Thuận là đơn vị đã hỗ trợ 1 tấn gạo cho người dân khó khăn mùa dịch. Câu hỏi kỳ này như sau. Chương trình Kết nối an toàn, yêu thương lan tỏa của FPT Telecom sẽ thực hiện trao quà đến khách hàng tại địa phương nào? A. Hà Nội. B. Thành phố Hồ Chí Minh. C. Đà Nẵng. D. Cà Mau. Hãy tham gia và để lại bình luận ngay dưới bản tin tại fanpage View Fun E-Line để có cơ hội nhận được giải thưởng là thẻ cao trị giá 200.000 đồng ở mỗi số phát sóng của bản tin Dã Chiến 90 giây.